Xin chào các em, chúng ta lại gặp nhau ở đây nữa rồi. Vừa rồi thầy đã trao đổi với các em về nội dung của phương trình vi phân tuyến tính cấp 1, nhưng mà chúng ta chỉ có mới giải quyết xong bài toán cách giải phương trình vi phân tuyến tính cấp 1 thuần nhất, tức là vế phải bằng 0. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục giải quyết bài toán phương trình vi phân tuyến tính cấp 1 mà vế phải các không. Các em còn nhớ cái dạng phương trình vi phân tuyến tính cấp 1 là gì không nào? Nó là y phải cộng với y nhân bx bằng quy x, đơn giản như vậy thôi. Và chúng ta đặt cái phương trình đó là phương trình 1. Bây giờ chúng ta tiếp tục giải quyết cái phương trình đó, trình bày cách giải của nó và cho những ví dụ. Mời các em theo dõi tiếp. Cái phương trình 1 chúng ta là gì các em? Phương trình 1 chúng ta có dạng là y phải cộng y nhân cho bx bằng quy x đó. Nhờ vào cái nghiệm của phương trình thuần nhất là y bằng c nhân cho ơ mũ trừ bx dx. Thì chúng ta đi tìm nghiệm của phương trình 1 dưới cái dạng này. Phương trình thuần nhất thì c ở đây là hằng số. Còn phương trình không thuần nhất thì cx ở đây là hàm số. Các em hiểu chưa? Đó, nó khác nhau ở chỗ là một bên đấy này là hằng, ở đây là hàm. Bây giờ chúng ta thử lấy đạo hàm của hàm y này đi, rồi chúng ta sẽ thế vào phương trình 1. Ở đây nhắc lại là cx là một hàm. Bây giờ chúng ta lấy đạo hàm của hàm y thì chúng ta có y phải bằng cái này, cái dạng là u nhân v này các em, u nhân v thì bằng u phải v, là hiểu rồi phải không? Cộng cho v phải u, đạo hàm cái này là gì? Đạo hàm của ơ mũ z là gì? Z phải ơ z thì z phải, tức là đạo hàm cái này là gì? Đạo hàm cái này là trừ bx. Đạo hàm của tích phân fx dx là bằng fx, đạo hàm của trừ tích phân bx dx là bằng trừ bx đó. Còn v là cái cx u này chúng ta giữ nguyên lại nè. Đạo hàm của ơ mũ z là bằng z phải ơ mũ z đó, z là coi như cái này này đó. Thì chúng ta có đạo hàm của y phải như thế này. Bây giờ chúng ta thế y phải bằng cái này vào nè, thế y bằng cái này vào cái phương trình 1, chúng ta sẽ tìm được c phải. Từ c phải chúng ta sẽ tìm được c, và có c thì chúng ta sẽ có được nghiệm của phương trình 1 đó. Bây giờ chúng ta thế vào này các em. Chúng ta theo dõi tiếp, chúng ta sẽ thế vào cái phương trình. Chúng ta thế y và y phải vào phương trình 1. Đây là gì đây các em? Đây là y phải nè, y phải là cái này chúng ta vừa lấy ở trên đó, y đây là nguyên cái dòng này là y phải. Y là gì? Y là cái này này đó. Chúng ta có phương trình 1 là gì? Y phải cộng với bx nhân cho y này đó, cái này là y này bằng quy x đó. Giờ nhìn vô đây các em thấy làm sao nào? Hai này giống nhau đơn giản đi phải không? Hai này giống nhau đơn giản đi. Do đó chúng ta có được là gì? C phải x nhân cho ơ mũ trừ tích phân của bx dx bằng quy x. Mục đích chúng ta là đi tìm cái gì nào? Chúng ta sẽ đi tìm cx. Do đó trước khi tìm cx chúng ta đi tìm c phải x đi. Cái này là ơ mũ m chẳng hạn, thì chúng ta nhân hai vế cho ơ mũ trừ m vào thì ra ơ mũ không là bằng 1 phải không nào? Hay là chia hai vế cho cái này cũng được. Chia hai vế cho cái này tức là nhân hai vế cho ơ mũ tích phân của bx dx đó. Thì bên này là ơ mũ không bằng 1 nè. Còn bên này là quy x nhân cho ơ mũ tích phân của bx dx. Rồi bây giờ lấy tích phân hai vế thì chúng ta có tích phân của này là bằng cx cộng với c1 rồi đó, bằng cái tích phân này. Giờ cái trong tích phân này có hằng số trong đó nên chúng ta khỏi có để cộng với c cũng được mà không cộng cũng được đó. Tại vì trong tích phân bất định này luôn luôn còn cộng thêm một hằng số nữa. Nó bằng nguyên hàm của đó cộng với hằng số nữa. Do đó chúng ta không cần phải để cộng c ở đây. Bây giờ chúng ta có cx rồi thì chúng ta sẽ thế vào cái nghiệm y đó. Y hồi nãy là bằng gì đó các em? Y là bằng cx nhân cho cái này nè. Giờ chúng ta chỉ lấy cái này nè, nhân cho cái ơ mũ trừ này nè, là có được nghiệm của phương trình 1, phải không nào? Do đó chúng ta sẽ có nghiệm của phương trình 1 là gì?
Đó, y bằng ơ mũ trừ tích phân của bx dx nhân cho cx, là vừa tính ra cái này là các em tích phân của qx nhân cho ơ mũ tích phân của bx dx, rồi tất cả cái này nhân cho dx. Các em để ý cho là ở đây là ơ mũ trừ bx tích phân trừ bx dx, thì ở đây là ơ mũ tích phân của bx dx. Hai cái này là nó ngược nhau đó các em, các em để ý hai này ngược nhau, ngược dấu nhau thôi đó. Do đó nếu cái này các em đặt cái này là a thì cái này sẽ là trừ a. Do đó các em lấy tích phân cái này lên nó được là ví dụ như là r cộng c1, thì cái này phải là trừ r trừ c1 vậy thôi đó. Các em để ý như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ có những ví dụ cụ thể minh họa cách giải của cái phương trình vi phân tuyến tính cấp 1 này. Giờ các em chú ý, chúng ta có ví dụ thứ nhất nè. Giờ giải phương trình y phẩy cộng cho 2x nhân y bằng cho 2x nhân cho ơ mũ trừ x bình phương. Chúng ta đặt phương trình này là phương trình 3. Nếu dùng công thức thì chúng ta sẽ ra rất nhanh. Nhưng trước mắt chúng ta sẽ giải bằng cách làm trực tiếp, tức là bằng phương pháp biến thiên hằng số đó. Bây giờ chúng ta giải theo cách 1, tức là giải phương trình thuần nhất trước. Chúng ta có y phải cộng 2 x y bằng 0, tức là cho vế phải bằng 0 này các em. Đây là phương trình thuần nhất tương ứng với phương trình 3 đó. Cái phương trình này thì tương đương với gì? Y bằng 0 hay y phải là dy chia dx nè, chuyển vế qua và chia hai vế cho y xuống đó. Chúng ta có y bằng 0 hay log trị đối của y bằng cái này là trừ x bình phương cộng với một cái c1 nào đó. Chúng ta viết lại cái dòng vừa rồi đó các em. Y bằng 0 hay log trị đối của y bằng trừ x bình phương cộng c1. Cái này á, chúng ta viết lại là gì? Viết là log của ơ mũ trừ x bình phương cộng c1 này, nguyên cái này là bằng như vậy. Giờ chúng ta có log em bằng log anh thì tương đương với em bằng anh, tức là trị đối cái này bằng cái này. Bỏ trị đối đi thì chúng ta có y bằng cộng trừ này. Như lần trước chúng ta biết rồi, chúng ta đặt c bằng cộng trừ ơ mũ c1 thì c khác 0 kết hợp với nghiệm y bằng 0. Chúng ta nhận luôn c bằng 0. Vậy thì cái nghiệm y bằng 0 nằm trong đây luôn rồi. Vậy thì chúng ta có nghiệm của phương trình này có dạng là y bằng c nhân cho ơ mũ trừ x bình phương với tất cả các c thuộc R. Từ cái nghiệm của phương trình thuần nhất này, chúng ta sẽ đi tìm nghiệm của phương trình không thuần nhất tương ứng ở trên. Không nào. Bây giờ chúng ta giả sử rằng cái nghiệm của phương trình không thuần nhất có dạng y hệt như là phương trình thuần nhất, tức là thay cái c này bằng cx, nghĩa là ở đây là hằng số, ở đây là hàm số vậy thôi. Y bằng cx nhân cho ơ mũ trừ x bình. Bây giờ chúng ta lấy đạo hàm của y và thế vào phương trình đã cho. Thì chúng ta có y phải bằng u phải v là c phải x nhân cho v là cái này, trừ cho v phải u, v phải là cái này là trừ x bình phương, đạo hàm là trừ 2x, rồi nhân cho ơ mũ trừ x bình phương, cx giữ nguyên nè, cái này là cái này nhân này là v phải nè, cái này u giữ nguyên nè đó. Bây giờ chúng ta đem cái này và y bằng cái này vào thế vào cái phương trình 3 đã cho ở trên đó các em. Thế nào? Đó, phương trình 3 chúng ta viết lại đó để chúng ta thế vào cho dễ. Rồi chúng ta thế y phải vào phương trình 3, chúng ta viết lại phương trình 3. Thì chúng ta có là c phẩy x nhân cho ơ mũ trừ x bình trừ cho 2x nhân cx nhân ơ mũ trừ x bình, đây là y phẩy này các em đó. Cộng cho 2x nhân y là cái này nè, đó. Bằng cái này giữ nguyên nè, 2x nhân cho ơ mũ trừ x giữ nguyên. Thì các em thấy hai này giống nhau phải không? Hai này giống nhau, trừ đi mất mất hai này rồi nè, đó. Hai này mất đi. Chúng ta còn lại là c phải x nhân cho ơ mũ trừ x bình phương bằng 2x nhân cho ơ mũ trừ x. Rồi chúng ta lại chia hai vế cho một số khác không là ơ mũ trừ x bình phương. Chia hai vế cho ơ mũ trừ x bình phương, chúng ta được là c phải x bằng 2x thôi.
Lấy tích phân hai vế của phương trình này, chúng ta được là Cx sẽ bằng x bình phương cộng với C hay cộng với K cũng được. C đây là hàng số khác với C này là hàm số này các em đó. X bình phương cộng với K hay cộng C gì cũng được. Với tất cả các C thuộc về R mà chúng ta hiểu ngầm nên không ghi ra. Từ đó chúng ta thế vào cái phương trình đã cho là y y bằng đó các em. Y bằng là Cx nhân cho E mũ trừ x bình này. Thì y là bạn bây giờ Cx là cái này chúng ta thế vào chúng ta có được được nghiệm của phương trình 3 là y bằng E mũ trừ x là này nè, nhân cho Cx là x bình phương cộng C này các em, Cx là x bình phương cộng C thế vào đó. Thì chúng ta có nghiệm của phương trình 3 là y như vậy đó. Đây là Cx, đây là E mũ trừ x bình này các em đó. Đây là y đó, y là cái này nè. Rồi chúng ta có nghiệm của phương trình 3. Và bây giờ chúng ta sẽ giải cái phương trình 3 bằng cách khác, tức là áp dụng công thức mà chúng ta đã biết đó các em. Tức là y sẽ bằng là gì? E mũ trừ tích phân của bx dx nhân cho tích phân của qx nhân cho E mũ tích phân bx dx rồi nhân cho dx. Đó. Thì chúng ta sẽ giải bằng công thức đó thì nó nhanh hơn. Nhưng trước hết là chúng ta sử dụng lại phương pháp biến thiên hằng số giống như là trong lý thuyết vậy đó. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng công thức của lý thuyết và làm nó nhanh hơn. Bây giờ chúng ta sẽ giải phương trình 3 này bằng cách khác các em. Đó. Cách 2. Thì chúng ta có phương trình 3 chúng ta có bx là bằng 2x. Qx là bằng 2x nhân cho E mũ trừ x bình. Thì nghiệm của phương trình 3 sẽ có dạng là gì? Y bằng E mũ trừ tích phân của bx dx mà bx là 2x do đó E mũ trừ tích phân của 2x dx đã các em đó. Bx đây là thay bằng 2x nè. Nhưng cái tích phân của qx, qx là cái này nè các em, 2x E mũ trừ x bình nè. Rồi nhân cho E mũ tích phân của bx dx đó, E mũ 2x dx. Rồi bây giờ chúng ta chỉ cần viết cái kết quả này ra thôi, lấy tích phân lên là chúng ta có ngay kết quả thôi các em. Đó nè, nó sẽ nhanh hơn cách vừa rồi rất nhiều. Đó. Bây giờ tích phân cái này là gì? Cái này là tích phân của nó là trừ x bình phương cộng C1 hay trừ C1 cũng được. Ở đây giả sử chúng ta đặt cái này là A này các em, thì cái này là trừ A. A chúng ta tích phân lên là x bình phương cộng C1. Thì trừ A chúng ta là trừ x bình phương trừ C1. Và các em để ý cho rằng là E mũ C1, E mũ em cộng anh là E mũ em nhân E mũ anh, E mũ C1 là hằng số chúng ta đem ra ngoài dấu tích phân. Đem ra ngoài dấu tích phân. E mũ C1 nhân cho E mũ trừ C1 là E mũ 0, E mũ 0 là bằng 1. Chúng ta có thể bỏ đi. Từ nay về sau giải cái phương trình này chúng ta có thể không viết cái C1 này ra cũng được và hiểu ngầm rằng chúng ta đã đơn giản nó đi rồi. Đó nè. Ở đây chúng ta viết và sau này chúng ta không viết cũng được. Chúng ta hiểu ngầm rằng chúng ta đã đơn giản E mũ C1 ở trong và E mũ trừ C1 ở ngoài. Đây là tôi viết lại cái đó các em. Thầy viết lại cho các em cái phương trình vừa rồi đó. Đó. Đó nè. Bây giờ cảm thấy là gì? Chúng ta đơn giản cho E mũ C1 ở trong và ở ngoài. Đó nè. Rồi bây giờ cái này còn lại là gì? E mũ x bình phương nhân cho E mũ trừ x phương là E mũ 0 là bằng 1. Bỏ đi luôn. Thế nào đó. Giờ chúng ta có y bằng này. Bây giờ chúng ta chỉ còn lấy tích phân này thôi. Do đó tương đương với cái này giữ nguyên nè. Tích phân cái này là x bình phương cộng C với tất cả các C thuộc R. Với tất cả các C thuộc R. Như vậy thì chúng ta đã có kết quả giống hệt như cách giải vừa rồi mà ngắn gọn hơn, đơn giản hơn. Giống như hồi nãy là chúng ta đi bộ và bây giờ chúng ta đi bằng xe hơi rồi đó các em. Nó nhanh hơn nhiều phải không? Nhanh hơn nhiều. Nhưng mà vấn đề là các em phải nhớ được cái công thức. Nhớ được công thức. Tức là y sẽ bằng là gì? E mũ trừ tích phân của bx dx nhân cho tích phân của qx nhân cho E mũ tích phân bx dx rồi tất cả nhân với dx. Đó. Rồi đây là kết quả của cái phương trình 3. Phải không nào? Bây giờ chúng ta có một ví dụ khác. Bây giờ giải phương trình y phải cộng cos x nhân cho y bằng x nhân cho E mũ trừ sin x. Ở đây chúng ta có bx là này nè các em. Qx là cái này. Và bây giờ chúng ta sẽ không có giải cách một nữa. Chúng ta giải ngay bằng cách dùng công thức. Không, chúng ta quen rồi. Chúng ta dùng cái công thức luôn.
để cho nó nhanh hơn, phải không? Bây giờ chúng ta có bx là bằng cos x nè, qx là bằng x nhân ơ mũ trừ sin x. Do đó nghiệm của phương trình 4 sẽ có dạng là gì? Y bằng ơ mũ trừ tích phân của bx dx trừ bx là trừ cos x đó các em đó. Nhưng cho tích phân của qx là cái này này đó, qx là này đó, qx nè. Nhân cho ơ mũ tích phân của bx dx đó. Cảm nhớ là ơ mũ trừ tích phân bx dx. Nhân cho tích phân của qx, nhân cho ơ mũ tích phân bx dx, tất cả nhân cho dx đó. Và bây giờ chúng ta lấy tích phân cái này nè các em. Thì tích phân của cái này là ơ mũ trừ sin x cộng với C1 chẳng hạn. Thì ở đây là ơ mũ sin x trừ C1, ơ mũ C1 ở trong và ơ mũ trừ C1 ở ngoài chẳng hạn, hoặc là ơ mũ C1 ở ngoài và ơ mũ trừ C1 ở trong cũng được. Đơn giản cho nhau. Rồi chúng ta còn là gì? Ơ mũ sin x nhân cho ơ mũ trừ sin x là ơ mũ 0 là 1. Cuối cùng chúng ta còn tích phân này là tích phân của x thôi. Dx là đoạn x bình phương trên 2 cộng C. Còn cái này chúng ta bỏ cái cộng hay trừ C1 gì đó rồi đó các em. Còn lại ơ mũ trừ sin x. Và chúng ta có nghiệm của cái phương trình này là cái này thôi các em đó. Áp dụng công thức thì chúng ta có một dòng không các em? Hai dòng thôi. Hai dòng thôi chúng ta có nghiệm kết quả của cái phương trình 4 không các em? Đó. Chỉ cần hai dòng chúng ta có được kết quả phương trình 4. Nhưng vấn đề là các em phải nhớ công thức. Nhắc lại cho các em một lần nữa là gì? Nghiệm của phương trình vi phân tuyến tính cấp 1 không thuần nhất là gì? Y bằng ơ mũ trừ tích phân của bx dx nhân cho tích phân của qx nhân cho ơ mũ tích phân của bx dx tất cả nhân cho dx đó. Như vậy thôi. Và ở đây chúng ta viết gọn là chúng ta không viết ra dài như ở trên nữa, chúng ta bỏ cái ở ngoài là trừ C1, ở trong là cộng C1. Đơn giản đi, chúng ta không viết ra đó các em, không viết ra phải không? Giờ chúng ta xét tiếp cái ví dụ nữa là y phải cộng với tan x nhân cho y bằng 1 trên cos x. Và bây giờ chúng ta cũng giải bằng cách dùng công thức luôn các em cho nó nhanh phải không nào? Thì chúng ta có bx là bằng tan x, qx là bằng 1 trên cos. Do đó nghiệm của phương trình 5 này các em sẽ có dạng là gì? Y bằng ơ mũ trừ cho tích phân của bx dx. Bx là tan x nè. Nhân cho tích phân của qx là cái này nè các em đó. Nhân cho ơ mũ tích phân của bx dx là bx là tan x nè đó. Bây giờ tích phân của trừ tan là gì nào? Tan là bằng gì các em? Tan là bằng sin chia cos. Chúng ta đặt mẫu số là u thì cái này nó có dạng là trừ du trên u, nó mất cái dấu trừ này luôn các em. Cái này có dạng là du trên u luôn nè, đó. Do đó chúng ta mất vô trừ luôn, chúng ta có log trừ đối của cos x. Ở đây giả sử là cộng C1 thì ở đây là ơ mũ trừ log trừ đối cos x trừ C1. Ơ mũ trừ C1 ở trong và ơ mũ cộng C1 ở ngoài. Chúng ta đơn giản đi phải không? Chúng ta đơn giản đi. Rồi chúng ta bỏ đi, coi như chúng ta hiểu ngầm với nhau mà chúng ta không viết ra giống như cái ví dụ đầu tiên phải không nào? Rồi bây giờ cái này sao các em? Chúng ta đem xuống mẫu là 1 trên ơ mũ log trừ đối của cos. Ơ mũ log em là bằng em. Cái này cũng vậy, cái này bằng trừ đối của cos, cái này là 1 trên trừ đối của cos. Chúng ta để ý là nếu cos dương thì bên ngoài bỏ trừ đối ra thì chúng ta mang dấu cộng, bên trong cũng mang dấu cộng. Cos âm thì bên ngoài bỏ trừ đối ra thì nó mang dấu trừ, bên trong thì nó cũng mang dấu trừ. Vậy thì chúng ta có thể bỏ được trừ đối của cos x khi mà chúng ta đem nó ra ngoài cái log này rồi đó các em. Đó. Bây giờ chúng ta tương đương nè, các em chú ý tiếp nè. Và chúng ta lý luận như vậy chúng ta bỏ được trừ đối của cos nha, các em nhớ điều đó. Chúng ta viết lại đó các em, viết lại cái vừa rồi thôi, viết lại cho các em dễ theo dõi. Viết lại cái vừa rồi là dễ theo dõi. Rồi chúng ta có cái này là trừ đối của cos, trong này là 1 trên trừ đối của cos. Chúng ta bỏ cái trừ đối đi, ở trong lẫn ngoài thì không có gì thay đổi. Tại khi cos dương thì ở trong mang dấu cộng, ở ngoài cũng mang dấu cộng mất đi. Cos âm thì ở ngoài mang dấu trừ, ở trong mang dấu trừ nó cũng mất đi. Vậy thì chúng ta đồng loạt bỏ hai cái trừ đối. Vậy thì chúng ta có y bằng cos
tích phân của 1 chia cho cos bình phương, tại cos nhân cos là cos bình phương đó các em. Rồi chúng ta lấy tích phân này, dx chia cos bình phương là tích phân của nó là bằng tan x cộng c đó các em, đó tan x cộng c. Với tất cả các c thuộc R. Nhân vào hay để yên cũng được. Cos nhân cho tan là ra sin này các em. C nhân cos x đó với tất cả các c thuộc R. Thì vậy là nghiệm của nó là này nè các em, nghiệm của nó là y bằng sin x cộng c cos x với tất cả các c thuộc R không nào. Đó. Nghiệm của phương trình 5 là y bằng sin x cộng c cos x với tất cả các c thuộc R. Như vậy thì chúng ta cũng đã giải quyết xong cái ví dụ này không nào. Như vậy chúng ta đã có tới 3 cái ví dụ về cái phương trình tuyến tính không thuần nhất. Và ví dụ vừa rồi cũng kết thúc cái phần ví dụ minh họa của chúng ta. Bây giờ chúng ta bước sang một cái hệ quả, một phương trình hệ quả đó, phương trình hệ quả của phương trình tuyến tính là phương trình Bernoulli. Phương trình Bernoulli thì nó có dạng là y phẩy cộng với bx nhân y bằng quy x nhân y mũ n. Bây giờ các em để ý rằng khi nào thì phương trình Bernoulli này nó sẽ thành phương trình tuyến tính nào? Các em để ý trường hợp thứ nhất, nếu như y mũ 1 chẳng hạn thì chúng ta chuyển vế qua, chúng ta có y phẩy cộng với b x trừ quy x nhân y, chúng ta đặt là b lớn x chẳng hạn bằng 0 thì nó là phương trình tuyến tính. Rồi y n bằng 1 nó là phương trình tuyến tính, n bằng 0 thì hiển nhiên nó là phương trình tuyến tính rồi. N bằng 0 thì nó có dạng là y phẩy cộng b x nhân y bằng quy x thôi, cái này là 1 rồi, n bằng 0 nó là 1. Do đó trường hợp n bằng 0 và n bằng 1 á thì chúng ta không xét nữa. Thì ở đây chỉ nói điều kiện của B và Q thôi, chúng ta không cần nhắc cái này nữa các em phải không ạ. Chúng ta để ý cái dạng này. Và cách giải của nó là nếu n bằng 0 hay n bằng 1 á thì phương trình 6 là phương trình tuyến tính. Mà phương trình tuyến tính là chúng ta đã biết cách giải rồi, chúng ta vừa học hồi nãy đó các em, vừa học xong phải không? Và bây giờ trường hợp n khác 0 và n khác 1 thì chúng ta sẽ nghĩ ra cái chuyện chia hai vế cho y mũ n. Vậy thì trường hợp n khác 0 và n khác 1, chúng ta muốn chia cho y mũ n thì muốn chia cho một số thì các em biết rồi đó, hay là chia trong hàm thì các em biết là chúng ta phải đặt điều kiện nó khác 0 mới chia được, bằng 0 thì không thể chia được. Thì trước khi chia chúng ta kiểm tra xem y bằng 0 có phải là nghiệm của phương trình 6 hay không. Chúng ta biện luận trường hợp y bằng 0 là nghiệm hay không rồi sau đó chúng ta mới chia đó nè. Đó thì cách giải thì đơn giản thôi, chúng ta chia nó thì chúng ta đặt ẩn phụ thì chúng ta sẽ dẫn về phương trình tuyến tính thôi. Bây giờ nếu như y khác 0, chia hai vế của phương trình 6 cho y mũ n, ta có y phẩy nhân y mũ trừ n nhân cho bx nhân y mũ 1 trừ n bằng quy x. Bây giờ với phương trình này thì các em đặt ẩn phụ như thế nào để em có thể đưa về phương trình tuyến tính được các em? Suy nghĩ một chút coi nào. Ẩn phụ như thế nào? Nhận xét đi. Thế nào? Các em thấy giả sử như đặt ẩn phụ là U hay Z gì đó bằng này chẳng hạn. Thì các em có đạo hàm của này là bằng mấy? Là 1 trừ N nhân y mũ trừ N nhân cho y phẩy nữa phải không? Đó, nó có dạng này nè. Vậy thì chúng ta nên đặt Z hay là U gì bằng này đi phải không? Đặt Z bằng y mũ 1 trừ n đi, phải không nào? Thì chúng ta sẽ đưa cái phương trình này về phương trình tuyến tính được đó các em. Bây giờ chúng ta đặt Z bằng y mũ 1 trừ n. Chúng ta có Z mũ m gì chẳng hạn em thì bằng gì? Z phẩy sẽ bằng là U mũ m thì bằng gì? M nhân cho U phẩy nhân cho U mũ m trừ 1. Thì ở đây cũng vậy. M là 1 trừ N nè. U phẩy tức là Y phẩy. U mũ M trừ 1 tức là 1 trừ N mà trừ 1 là còn trừ N nè. Thì chúng ta thấy cái này giống cái này nè các em đó. Do đó Y mũ
trừ n nhân cho y phẩy này chính là z phẩy chia cho 1 trừ n, chia lên số này các em đó. Và bx giữ nguyên nè, cái này chính là z nè, quy x giữ nguyên. Chúng ta nhân 2 vế cho 1 trừ n. Ở đây các em nhớ cho rằng là n chúng ta đang khác 0 và khác 1. Nên cái này khác 0 nè, nhân 2 vế cho 1 trừ n. Chúng ta có phương trình này, z phẩy cộng cho 1 trừ n nhân cho bx nhân z cộng cho 1 trừ n nhân cho quy x. Các em thấy rằng phương trình này có phải là phương trình tuyến tính chưa? Đúng, nó rõ ràng là phương trình tuyến tính rồi. Nhưng mà các em cứ coi như đây nè, coi cái này như là z phẩy cộng với b lớn x là cái này nhân cho z bằng quy lớn x là cái này đó. Rõ ràng nó là phương trình tuyến tính. Đây là phương trình tuyến tính, phải không nào? Mà phương trình tuyến tính thì chúng ta biết cách giải rồi. Chúng ta giải phương trình này, chúng ta tìm z, thế z bằng y mũ 1 trừ n, chúng ta tìm được y vậy thôi, phải không nào? Sau đây chúng ta sẽ xét những ví dụ cụ thể để minh họa cho cách giải vừa rồi của chúng ta, phải không nào? Dù giải phương trình y phẩy trừ xy bằng ơ mũ trừ 2x bình phương nhân cho y mũ 5. Nhìn phương trình này thì các em muốn chia cho y mũ 5 đúng không? Mà muốn chia cho y mũ 5 thì trước hết các em phải biện luận trường hợp y bằng 0 có là nghiệm hay không nào. Y bằng 0 thì y là hằng số thì đại hàm nó bằng 0, cái này bằng 0, rõ ràng y bằng 0 là nghiệm. Sau khi cho y bằng 0 là nghiệm thì các em chia hai vế cho y mũ 5 phải không nào? Y bằng 0 là một nghiệm của phương trình. Với y khác 0, chúng ta chia hai vế của phương trình 8 cho y mũ 5 thì khi đó chúng ta có là gì? Phương trình 8 sẽ thành là y phẩy nhân cho y mũ trừ 5 trừ x nhân cho y mũ trừ 4 bằng ơ mũ trừ 2x bình phương y mũ 5 mất rồi đó các em đó. Và với phương trình này chúng ta sẽ đặt z bằng y mũ trừ 4 không các em? Đó. Chúng ta sẽ đặt z bằng y mũ trừ 4. Chúng ta có z phẩy sẽ bằng là gì? Trừ 4 nhân cho y mũ trừ 5 trừ 1 trừ 1 trừ 4 là hình trừ 5 đó các em. Nhân cho y phẩy. Y phẩy nhân y mũ trừ 5 chúng ta sẽ bằng gì? Là bằng z phẩy chia cho trừ 4 nè. Còn cái này là z nè. Chúng ta thế vào đi các em. Thế vào cái phương trình chính chúng ta có chính thành là z phẩy chia cho trừ 4 trừ cho x nhân z bằng ơ mũ trừ 2x bình phương. Nhân hai vế của phương trình này cho trừ 4 không các em? Nhân cho trừ 4 đó. Chúng ta mất cái trừ 4 đây. Cái này thành 4xz. Cái này thành trừ 4 đó. Và đây là một phương trình tuyến tính theo z. Phải không em? Phương trình tuyến tính theo z. Nên chúng ta sẽ có nghiệm của nó theo công thức mà chúng ta đã học. Chúng ta viết lại cái phương trình 10 phải không? Phương trình 10 là một phương trình tuyến tính theo z. Và nghiệm của 10 sẽ có dạng là z bằng ơ mũ trừ bx dx. Bx là bằng 4x nè các em đó. Nhân cho tích phân ơ mũ trừ tích phân của bx dx, rồi nhân cho tích phân của trừ tích phân của này là quy x nè, quy x là trừ 4 ơ mũ trừ 2x bình phương, đây là quy x nè các em đó. Nhân cho ơ mũ tích phân của bx dx, bx là 4x nè các em đó. Thì lấy tích phân này chúng ta nhớ là ở đây có trừ C1, ở đây có cộng C1. Chúng ta ơ mũ C1 và ơ mũ trừ C1 chúng ta đơn giản. Nên chúng ta không ghi ra ở đây nha các em. Đó. Rồi chúng ta lấy tích phân này lên là trừ 2x bình phương cộng C1 chẳng hạn. Thì ở đây là ơ mũ 2x bình phương trừ C1, ơ mũ trừ C1 ở trong và ơ mũ C1 ngoài. Chúng ta đơn giản lẫn nhau rồi. Đó. Chúng ta đơn giản lẫn nhau. Bây giờ hai này chúng ta nhân nhau là ra gì các em? Hai này nhân nhau là ơ mũ 0 lại bằng 1 nữa. Vậy thì chúng ta chỉ có tích phân của trừ 4 dx là bằng trừ 4 x cộng c vậy thôi. Cái này giữ nguyên này đó, z bằng này. Thì đây là nghiệm của phương trình 10 và chúng ta tính theo z. Thế z bằng y mũ trừ 4 thì chúng ta sẽ có y thôi các em, phải nào? Thế z bằng y mũ trừ 4. Mà chúng ta có z bằng y mũ trừ 4. Vậy nghiệm của phương trình 8 ở trên là có, hồi nãy chúng ta có y bằng 0 là nghiệm rồi. Và chúng ta viết ngược lại cái vừa rồi đó các em.
y mũ trừ 4 chúng ta sẽ bằng là cái này này nhân cho ơ mũ trừ hãy bình phương, do đó y mũ 4 sẽ ngược lại, các em đem này chia xuống dưới và ơ mũ trừ hãy bây giờ nhân lên nó là ơ mũ hãy bình phương đó, ơ mũ trừ hãy bình phương bây giờ thành ơ mũ hãy bình phương với tất cả các c thuộc R. Như vậy là chúng ta có nghiệm của phương trình 8, tức là phương trình Bernoulli đã cho là như thế này nè các em đó. Chúng ta sẽ tiếp một ví dụ nữa. Y phải cộng 1 trên y, 1 trên x nhân với y bằng x bình phương nhân cho y mũ 4. Thì bây giờ chúng ta muốn gì? Bây giờ chúng ta muốn chia cho y mũ 4. Và trước khi chia cho y mũ 4 thì các em phải xét xem y bằng 0 có là nghiệm hay không không nào. Để nhìn vào thì các em sẽ thấy rõ ràng y bằng 0 là nghiệm phải không nào. Rồi thì mời các em theo dõi tiếp. Bây giờ các em thấy nè, y bằng 0 á, thì cái này bằng 0, này bằng 0. Y bằng 0 tức là y là hằng số thì đạo hàm nó bằng 0, do đó y bằng 0 rõ ràng là nghiệm. Y bằng 0 là một nghiệm. Khi y khác 0 thì chia hai vế của phương trình 11 này cho y mũ 4 chúng ta được là y nhân y phải nhân với y mũ trừ 4 này các em đó. Cái này y chia cho y mũ 4 là còn y mũ trừ 3, 1 trên x giữ nguyên. Và cái này mất cái y mũ 4 đi còn x bình phương. Giống như vừa rồi, bây giờ chúng ta đặt z bằng gì các em? Z bằng đây này đó, y mũ trừ 3 phải không? Đặt z bằng y mũ trừ 3. Chúng ta có z phải là bằng gì? Trừ 3 nhân với y mũ trừ 4 không? Trừ 3 trừ 1 là trừ 4 này, nhân với y phải đó. Thì chúng ta có cái này là gì các em? Cái này sẽ là z phải chia cho trừ 3 đúng không? Cái này là z đúng không? Đó. Thế vào đi các em, thế vào phương trình 12. Thì chúng ta có phương trình 12 sẽ thành là z phải chia cho trừ 3 cộng với 1 trên x nhân z bằng x bình phương giữ nguyên nè. Chúng ta sẽ nhân hai vế của phương trình này cho trừ 3 đi các em, nhân hai vế phương trình này cho trừ 3 nè, đúng không? Nhân lên chúng ta được là z phải trừ cho 3z chia cho x bằng x trừ 3x bình phương và bằng trừ 3x bình phương. Nhân hai vế của phương trình này cho trừ 3. Đó, nhân hai vế của phương trình vừa rồi cho trừ 3 đó các em. Đó. Chúng ta được là z phải trừ 3 chia cho x nhân z bằng trừ 3x bình phương. Đây là một phương trình tuyến tính theo z. Và phương trình tuyến tính thì tất cả chúng ta đã biết cách giải rồi và chúng ta áp dụng công thức của nó đi các em. Áp dụng công thức, chúng ta được là z sẽ bằng ơ mũ trừ cho tích phân của bx dx. Bx là bằng trừ 3 chia x, nên đó trừ của bx là bằng 3 chia x, các em mất dấu trừ đây này đó. Nhân cho tích phân của quy x là cái này nè, trừ 3x bình phương. Nhân cho ơ mũ tích phân của bx dx, bx là trừ 3 chia x này các em đó. Thì bây giờ chỉ còn lấy tích phân này thôi. Mấy tích phân này toàn là những tích phân rất là dễ không các em? Không có tích phân nào khó lấy chứ cả, phải không nào? Bây giờ chỉ cần lấy từng tích phân này chúng ta sẽ có nghiệm của Z thôi. Tích phân cái này là bằng gì? Ơ mũ 3 log trừ đối của X cộng với cái C1 nào đó. Cái này là ơ mũ trừ 3 log trừ đối của X trừ cho C1 nào đó. Ơ mũ trừ C1 đem ra ngoài dấu tích phân nhân với ơ mũ C1 ra ơ mũ 0 bằng 1 bỏ đi phải không đó. Và bây giờ các em để ý rằng cái này đem số 3 lên đây chúng ta có là trừ đối của x mũ 3. Cái này đem số trừ 3 lên đây và đem số mẫu chúng ta có trừ tuyệt đối của x mũ 3 với mẫu số. Chúng ta nếu x dương bỏ trừ đối ra ở ngoài mang dấu cộng, trong mang dấu cộng là hòe. Nếu x âm bỏ trừ đối ra ở ngoài mang dấu trừ, trong mang dấu trừ là hòe. Vậy thì chúng ta đồng loạt bỏ trừ đối ở ngoài này, bỏ trừ đối ở trong này. Rồi hai cái này nhân nhau đi các em. Hai này nhân nhau được gì nào? Được là trừ 3 chia cho x. Tích phân lên là trừ 3 log trừ đối của x. Còn này x mũ 3 giữ nguyên này đó. Thì chúng ta có tích phân này là trừ 3 log trừ đối của x cộng c. Với tất cả các c thuộc R. Ở đây chúng ta không ghi ra nhưng mà chúng ta hiểu ngầm với nhau là với tất cả các c thuộc về R.
thì z bằng cái này là nghiệm này các em đó. Bây giờ chúng ta thay z bằng gì? Z bằng y mũ trừ 3 vào phải không nào? Thì chúng ta sẽ được 1 trên y mũ 3 là bằng này này các em đó. 1 y mũ 3 bằng này do đó. Nên y mũ trừ 3 là đảo nghịch cái này lại, nghịch đảo này lại này đó. Thay z bằng y mũ trừ 3 thì chúng ta có nghiệm của phương trình 11 là y mũ 3 bằng này. Và kết hợp với nghiệm y bằng 0 mà chúng ta có lúc ban đầu nữa này các em đó. Thì chúng ta có y bằng 0. Hãy y mũ 3 bằng 1 chia cho x mũ 3 nhân cho trừ 3 log trị đối của x cộng c. Với tất cả các c thuộc về r. Đây là nghiệm của phương trình 11. Phải nào? Nghiệm phương trình 11. Bây giờ chúng ta xét một trường hợp. Xét thêm các trường hợp đặc biệt khác của phương trình Bernoulli là vừa rồi chúng ta cứ coi y là hàm theo x. Cũng có đôi khi y nó có hàm ngược thì chúng ta tính được x theo y. Còn đôi khi coi x là hàm theo y và giải như vậy thì theo x phẩy thì chúng ta sẽ có cách giải dễ giải hơn và dễ làm hơn. Thì cũng có những bài như vậy. Thì bây giờ chúng ta sẽ xét tiếp những cái ví dụ mà chúng ta coi x là một hàm theo y. Mời các em theo dõi tiếp. Ví dụ giả sử x là hàm theo y và cho x khác 0 đó các em. Và chúng ta giải cái phương trình 14 này đi. Giải phương trình 14 này. Với x là hàm theo y và giả sử x khác 0. Thì trong phương trình 14 này á, thì chúng ta thấy rằng y bằng 0 là nghiệm không các em? Y bằng 0 là nghiệm. Đúng không? Bây giờ chúng ta giả sử x khác 0 thì y khác 0 đi. Xét y khác 0 riêng. Chúng ta sẽ chia hai vế của phương trình này cho y nhân x bình phương. Đó nào? Y nhân x bình phương. Và chúng ta để ý là ở đây chúng ta cũng giả sử rằng nếu như mà chúng ta để ý rằng nếu như mà y phải bằng 0 đó các em thì dẫn đến y bằng 0 y không xét rồi. Do đó bây giờ chúng ta xét trường hợp y khác 0 thì y phải cũng phải khác 0. Y phải mà khác 0 thì y phải bằng gì các em? Áp dụng đạo hàm của hàm ngược thì y phải bằng 1 chia cho x phải đó các em, 1 chia cho x phải phải không nào? Thì khi đó chúng ta có phương trình 14 được viết lại là cái này là gì? Là 1 chia cho x phẩy rồi nhân x phẩy lên đây nè các em. Mà chia cho gì? Chia cho y x bình phương là mất y đi còn x mũ trừ 2. Phải nào? Còn cái này là gì? Chia cho x bình phương là 1 trên x nè các em. Rồi chia cho y nữa là chia cho y nữa là 1 trên y. 1 trên x viết là x mũ trừ 1. Đó. Viết cái dạng này để chúng ta thấy rõ ràng nó là phương trình Bernoulli đó các em. Đó. Thế nào? Rồi còn cái gì nữa? Cái này chia cho gì? Chia cho x bình phương thì mất x bình phương, chia cho y là còn y. Cái này là 1 trên x phải chúng ta nhân lên đây rồi nè các em. Do đó chúng ta chuyển y vào bên vế phải là trừ y. Do đó phương trình 14 của chúng ta sau khi thay y phải bằng 1 trên x phải và nhân hai vế cho x phải. Rồi sau đó chúng ta lại chia cho y nhân x bình phương thì chúng ta được thành cái phương trình này. Với phương trình này chúng ta thấy rõ ràng nó là một phương trình Bernoulli theo x phải không các em? Và các em rất dễ dàng nhận ra rằng phương trình này có thể đặt được u hay là z bằng x mũ trừ 1 đó các em. U mũ trừ 1. Và bây giờ các em về nhà làm tiếp cái phương trình này đi. Hôm nay chúng ta tạm ngưng ở đây và các em về làm tiếp cái phương trình này. Rồi lần sau thầy sẽ giải tiếp cho các em phương trình này và có thể làm thêm một ví dụ nữa trong trường hợp và xem x là một hàm theo y. Rồi sau đó chúng ta sẽ qua một cái phương trình vi phân cấp 1. Cuối cùng nữa là phương trình cái vi phân toàn phần. Đó. Còn nhiều dạng nữa nhưng mà chúng ta chỉ học thêm một dạng nữa thôi là phương trình vi phân cấp 1, dạng vi phân toàn phần.
Và bây giờ chúng ta tạm ngưng ở đây. Hẹn gặp lại các em trong chương trình lần tới. Thân ái chào.